xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Hải Anh, mình là cộng tác viên đến từ kênh Sinh Viên. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về một trong những nỗi khiếp sợ của sinh viên, đó chính là kỳ thi cuối học kỳ. Vậy thì các bạn hãy cùng mình vào trong và tìm hiểu nhé. Let's go. Bạn có thể giới thiệu đôi chút bản thân mình không? Mình là Thanh, mình đang học D19 điện tử. Hiện tại thì thật ra thì mình sinh năm 2000, hiện tại thì đang học 2001. Mình là Dịu, đến từ Nam Định, học D19 truyền thông. Em tên là Minh Anh, em là sinh viên của khoa marketing, em học lớp MR03. Em là Khánh ạ, em là học D20 học marketing ạ. Em là Cả, em học D20 marketing 03 ạ. Ok. Thì trước thì mình cũng học bình thường, chỉ nói chung là GPA thì cũng không cao lắm, tầm 2.83 thôi. Mặc dù hiện tại thì mình chưa tạc môn nào, nhưng mà mình đếm sương sương cũng 3-4 vấn đề rồi. Cũng tạm được chị ạ, cũng không có vấn đề gì lắm về việc học tập, nhưng mà khá vất vả về việc ôn bài, bởi vì một số môn, ví dụ như môn triết thì nó khá khó hiểu. Trung bình ạ. Em sao có học bổng ạ? Kỳ này thì mình thấy nói chung là cũng hơi toang, ở nhiều môn thì cũng thấy khó. Mấy môn cũng thấy khó nên mình thấy cũng không tự tin lắm. À thì học tập kỳ này thì môn triết mình nghỉ sương sương 3-4 buổi, suýt thì bị mất điều kiện dự thi. Còn mấy môn khác thì nói chung là cũng toang. Thực sự là em không ngờ rằng một tiết lại là một môi trường mà năng động như thế. Đối với em thì em chọn bậc tiết không phải là nguyện vọng đầu tiên, nhưng mà nó khiến em bất ngờ vì là cách học nó rất là hiện đại, bạn bè nó năng nổ và giúp đỡ em rất là nhiều. Em thấy thì trường mình học, nếu mà năm đầu tiên thì em thấy là khá là nhẹ nhàng, khó có thể tham gia rất nhiều hoạt động của trường. Có hai môn kỳ này thì mình thấy là có toán kỹ thuật với cả mát lab và ứng dụng thì mình thấy là lo lắng nhất. Mình nghĩ mình sợ nhất là triết, bởi vì là điểm thành phần của mình khá là thấp. Mình được có 7 điểm chuyên cần và 5 điểm kiểm tra giữa kỳ. Môn em cảm thấy lo lắng nhất thì có lẽ là môn triết với môn thể dục, bởi vì môn thể dục của em thì nó hơi yếu ạ. Môn triết bằng đi ạ. Em nghĩ là môn toán, bởi vì bọn em vẫn chưa có đề cương môn tập ạ. Mình thì chắc là chỉ chuẩn bị phao với cả đọc qua ngân hàng thôi, còn không biết làm gì nữa. Tầm này thì chắc là chịu chết rồi. À, mình chuẩn bị một tâm hồn đẹp thôi. Em định đi mượn thư viện một số cuốn sách về môn toán, với có thể là mua một ít đề toán về đề giải. Okay. Một cái đầu không ạ? Một tâm hồn đèo ạ. Ok. Chắc chắn là chọn tiền, chứ mình chọn học bổng nếu được. Nếu được. Tất nhiên là học bổng rồi. Mình nghĩ là điều này không cần phải suy nghĩ. Em chọn học bổng rồi. Bởi vì người yêu thì có lẽ cũng không có gì đảm bảo cho em lắm về việc em có thể ra trường hay không. Ok. Em không có cả hai. Em chọn cái gì? Em chọn người yêu ạ. Nếu mà được chọn em chọn tất ạ. Tất? Ừ. Tất là tất đi dưới chân nên là tất. Tất cả luôn ạ. Ok. Qua buổi phỏng vấn ngày hôm nay, chúng ta đã có thể thấy được những khía cạnh thật sự đáng yêu và thú vị của các bạn sinh viên trường Petit, đúng không nào? Và nhân đây thì mình cũng xin chúc các bạn sẽ có một kỳ thi vượt qua thật là thành công và xuất sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye.